Hôm nay chạy chó Phước Sài Gòn sẽ tặng một em vận cái lưỡi đen chăm chăm nha. Em này rất đẹp, cái thương xoáy kiếm dài, đuôi thì bị sự cố gãy đuôi rồi. Em này thì giữ nhà với bắt chuột hơi bị hay ấy. Thì cái này là ưu tiên những khách hàng nào đã mua sản phẩm bên chạy chó Phú Quốc, không cần biết là giá trị thấp hay cao nha, thì mình sẽ ưu tiên sẽ tặng cho bé này cho những khách hàng cũ của mình là ưu tiên hàng đầu. Sau khi những khách hàng cũ mà không có lấy á, thì mình mới ưu tiên cho những khách hàng bán lai. Thì hình thức mình tặng là như sau. Một á, là xuống chạy bắt trực tiếp luôn nha, bắt trực tiếp mình là tặng. Thì chạy chạy chó Phú Quốc Sài Gòn gia đình thì nằm ở cầu chân cầu Rạch Ván, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đó, nó giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Bè. Rồi hình thức thứ hai, nếu mà nhờ chạy mà chuyển đi á, chuyển tới nơi á, thì phí là khoảng 1 triệu nha, 1 triệu hơn. Thì lý do tại sao có cái mức giá là từ khoảng 1 triệu hơn, nhất là cái tiền lòng của mình mua thì nó cũng phải trăm mấy 200 rồi. Cái hai, tiền mà ship từ ở Cần Giuộc đây mà lên thành phố Hồ Chí Minh á thì nó tầm khoảng 200.000. Rồi là boa là tổng là 400. Chưa kể tiền bộ xích nữa. Bộ xích thì nó tầm khoảng 200-600.000. Đó, rồi tại sao mà có cái số mà lên tới 1 triệu hoặc là triệu hơn, nhiều lúc mà ship ở tỉnh hay này nọ, tiền ship xe này nọ thì nó rơi khoảng đó, thì cái này chỉ tặng cho người hữu duyên nha. Bé này mình khai thác được hai lứa rồi. Na. Đây, bé tên Na nha. Rất đẹp. Ở đây thì hiện tại do mình đi công tác nhiều quá, không có thời gian chăm sóc. Với hai là bị quá tải nhiều quá. Mấy bạn mà xuống chạy xem trực tiếp mới thấy được là khủng hoảng. Đây con, đi đó. Nè. Rồi, mọi chi tiết thì xin liên hệ số điện thoại 0989 356 396. Các bạn nào mà đã mua của sản phẩm của chạy chó Phú Quốc thì cứ gọi cho mình hoặc nhắn tin trên fanpage chạy chó Phú Quốc Sài Gòn nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Bye bye nè.